Hôm nay khách đông quá mọi người ơi. À, đây có 6 xuất hiện à. Nghe đâu ngày hôm nay chị Phượng về rồi nha cả nhà. Về đó ngày mai nghe đâu là chuẩn bị tòa thẩm định gì á mọi người. Bên số 5 đang thời điểm á. Bán đồng có cô lạnh có cũng ra phụ luôn rồi. Còn hồi trước có mỗi cô đứng ở đó bán, cô đó tinh loan luôn. Cô đó giờ là đã nghỉ rồi người. Cô đó nghỉ để mà bán đồ chay rồi. Còn xấu rồi. Con ở đây rửa cái gì đó cho con. Con nghe đâu ngày hôm nay về ông Phượng về cô Sáu. Dạ về. Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi con? Con có gì ông Phượng rồi mọi người. Đang ngồi coi máy tính. Đang ngồi coi điện thoại hay bát. Đông quá trời. Bán cách vô một lúc mọi người cho nên là bán cũng là không có kịp. Này nó còn vui ha, bây giờ lúc trời trưa rồi mà khách rồi vô nó đông luôn. Nó đông luôn rồi. Một lần cô bưng bún bò. Đây gặp chú Quang Minh nè. Chú tới đây sớm vậy chú? Chú, chú tới sớm chú? Chú tới đây sớm chưa? Ông chú đi ra Đà Lạt về. À, chú mới đi Đà Lạt về luôn hả chú? Về chiều tối hôm qua ngủ. À. Ở trên mạng á con thấy hôm qua á giờ xuất hiện cái vụ mà gì nhà hàng bắt chị Hồng Phượng xin lỗi gì á thì không biết cái đó có phải không chú? Đang là mày cho bà nói à, nói tào lao bậy bạ. Chắc con nghĩ là bên kia nó phá quá cho nên người nhà hàng người ta đăng vậy á. Tại mà nói tào lao. Lên nói Hồng Phượng xin hát xin. À đúng rồi. Người ta ca sĩ người ta đi xin làm bậy cho bà. Đúng rồi. Chiêu xô lên hát chứ mới phải đi xin rồi. Dạ. Ta bộ không có chỗ căng. Tại vì là chắc là bên kia phá quá nhà hàng người ta mới lên bài gì như vậy thôi, con nghĩ là vậy. Chứ mà nghệ sĩ nào lên người ta hát không mời mà lên hát. Chú lên đó vui không chú? Không khí mát không chú? Không khí mát vui. Dạ. Mà khán giả thương Hồng Phượng người. Dạ. Chứ có những người ta không biết á, có một giả tỷ như trong đó, giả tỷ như mấy trăm người, cả ngàn người đó, thì cũng có được mười mấy, hai chục người lên mạng quậy tào lao. Dạ đúng rồi, tới giờ này nó vẫn quậy. Rồi con nghe là mai là thẩm định gì nó đúng chứ? Ngày 5 tháng 12. Mai thẩm định nhà à. Nhà của anh Năm Vũ Linh không? Dạ, cái đó là thẩm định lần cuối chú hay là thẩm định mấy lần nữa? Chú đâu rành, dạ. Nhưng mà cái tình nó nghĩa. Dạ. Chú rành. Giờ chú đi bằng máy bay hay chú đi bằng xe dừng nằm?
đi xe hơi. Xe cái gì? Ê, chú đi Đà Lạt á. Đà Lạt hả? Đi chung đi xe bao xe một chỗ đi. À bây giờ đi về chỗ đi à. À thì bao xe 7 chỗ đi nhiều khi ta cũng chú lắm. Đi Đà Lạt mà chú không về chú không cho con dâu ăn cái gì chú? Cho nó đặc sản dâu. Không chú không mua gì. Dạ. Chú quậy nó. Còn nó giỡn thôi chứ. Dạ. Đi xa mệt. Đi đâu đó nội mà đi mấy cái quán cà phê lời của gió rồi này nọ cũng đẹp lắm mà dạ. Đi hơi chứ cũng đuối mà mệt. Dạ. Già lớn tuổi rồi. Mấy đứa nó không hiểu, tuổi trẻ nó thờ quá nó không hiểu rồi nó nghe lời tao tầm bậy tầm bạ rồi nó nói tầm bậy tầm bạ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó cứ nói nó cứ chửi chú cũng được không sao. Cứ hại đây, không à chú hả? Nó chửi chú đi, nó cứ chửi chú, đừng chửi con chú. Dạ. Nó chửi rồi cũng chết. Mà chú không chửi chú cũng chết. Dạ. Chú không chửi nó chửi chú đi, chửi hoài đi. Dạ. Chửi cho đã đi. Rồi câu cuối cùng của nó là gì? Là tất cả mọi người đều chết. Thế gian này là mỗi lần. Ủa giờ sao không cho cháu ngoại đi nữa chú? Cháu ngoại đi học hả chú? Nay cho nó nghỉ một bữa. À. Ý là con thấy bé cũng ở nhà nè. Có đi không? Có đi Đà Lạt chung không chú? Có hả? Đu bi vậy. Đó. 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 Đu bi vậy mọi người. Quán bây giờ khách cô bác cũng chị tới ông một cũng đông. Dạ. Để chú đi. Dạ. Chú uống cà phê cho chú. Chú uống rồi, con uống. Dạ. Vô đi cho kêu nó làm cà phê. Được, dạ. Vô. Chú đâu vậy? Đâu lên tao mua thuốc. Một chú mua thuốc hả? Ok chú. Đây còn 6 nè. Chú mua được thuốc không chú? Chú mua được thuốc không? Con nghe nói là đường chuẩn bị làm ở đây nè. Làm miễn tuần lễ. Nhưng mà chưa thấy làm tới nữa chú. Mai nghỉ hả chú hả? Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Khách tới ăn. Về. Nghỉ tuần lễ có gì qua tuần lễ họ biết ra nghỉ tuần lễ không mà có gì tới ủng hộ nha, cảm ơn nhiều nha. Ê. Mày nè, mày á, chú ăn cũng bò chưa chú? Ăn rồi, mày ăn rồi hả? Mày quay mày lên mà ăn, còn nó chửi tao. Trời ơi, có đâu chửi, người ta chửi người ta cũng mang nghiệp rồi chú ơi. Nó nói tao nói nhiều, nó nói không người ta chửi nữa. Trời ơi, mình đâu có nói gì người ta đâu, mình chỉ nói sáng nay mày uống cà phê, vui vẻ. Có gì Phượng lên nghỉ rồi hả chú? Phượng đi công việc. À đi công việc rồi. Đi chung với anh Long Hồ hả chú?